Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm 2022 đã chính thức khép lại. Ba danh hiệu Á hậu đầu tiên lần lượt thuộc về Ngô Thị Quỳnh Mai, chị Trần Nguyên Minh Thư, chị Bình Trần Tuyết Như, Miss Grand Long An Đoàn Thiên An. Á hậu 1 thuộc về Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Và danh hiệu Hoa hậu, chủ nhân của chiếc vương miện danh giá, Đoàn Thiên Ân, cô gái đến từ Long An. Gương kia ngự ở trên tường, Miss Grand kế tiếp sẽ là ai đây? Đoàn Thiên Ân, Miss Grand Long An. Và đó là Thiên Ân, tân hoa hậu của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm 2022. Và chúng tôi đã được ngồi cạnh Thiên Ân. Bây giờ đã là gần 2 giờ đêm rồi, sau đêm chung kết. Và chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện cùng với Thiên Ân và bà Phạm Kim Dung, là chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện nhiều hơn với cô gái này nhá. Cảm xúc của Thiên Ân bây giờ như thế nào? Cảm xúc của em hiện tại bây giờ đang vẫn chưa thật sự tin mình đang là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Và em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đang đội trên mình một chiếc vương miện cực kỳ xinh đẹp. Cái vương miện này khi mà được đội lên đầu em, cái khoảnh khắc đấy ấy, em cảm thấy thế nào? Lúc đó em bị đứng hình, suy nghĩ em tưởng em là A1. Em tưởng là A1, em quay qua em hỏi Thư á, là ủa chị A1 luôn, em mới không, chị là Hoa hậu. Lúc đó em mới biết được là mình là Hoa hậu. Dạ, chứ em không nghe. Dạ không, lúc đó em sợ, em nắm tay mà em run run vì là tay em ủ hết rồi, em không nghe được gì nữa. Khi mà em tham gia hành trình Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thì em trải qua cũng khá là nhiều sự cố, ví dụ như là chân em đau một tháng luôn. Em làm đi thi từ lúc sơ khảo đến lúc kết thúc là chân em nó mới bắt đầu lại vừa lành tức thì. Dạ. Còn với chị Dung ạ, trong hành trình của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm nay thì có rất rất nhiều những thí sinh, có cả những thí sinh rất nhiều kinh nghiệm, có cả những bạn rất là nổi tiếng trên mạng xã hội nữa. Vì sao chúng ta lại lựa chọn Thiên Ân? Có những cái yếu tố nào mà Thiên Ân thuyết phục được ban giám khảo ạ? Thiên Ân là một trường hợp mà được cái sự đồng thuận của tất cả các giám khảo, 100% đồng thuận, nghĩa là cái tên mà giống như là top of mind của giám khảo, ai sẽ đăng quang Hoa hậu là câu trả lời thì là 100% đều là Thiên Ân. Đó thì Thiên Ân có thần thái của một beauty queen, mắt bạn rất sáng, thần thái bạn toát lên một cái phong thái mà tạo nên cái quyền lực của một beauty queen. Miss Grand đó là họ sẽ cần những cô gái phải biết vượt lên cái điều mình đang có, hoặc là những cái điều mình gặp trở ngại, dám nói, dám làm, dám phấn đấu quyết liệt, và phải có một cái thần thái, một cái nét đẹp rất là năng động. Thì ở Thiên Ân đáp ứng được những cái yếu tố đó. Mà nhắc đến cái sự vượt khó, vượt qua khó khăn thì chúng tôi phải mời quý vị khán giả sẽ cùng xem một bức ảnh này. Đó, đây là bức ảnh thời điểm mà Thiên Ân nặng 75kg quý vị ạ. Bức ảnh này được chụp vào thời điểm nào ạ Thiên Ân? Dạ, bức ảnh này được chụp vào thời điểm em học lớp 11. Và để mà có được một Thiên Ân như ngày hôm nay thì bạn đã phải trải qua hành trình như thế nào? Thực ra thì khi mà em giảm cân á, là một phần là khi mà em coi các chị hoa hậu, em cảm thấy rất là thích. Khi đó xong rồi các em quyết tâm em giảm cân. Em giảm cân xong thì em trải qua rất là nhiều vấn đề. Là đầu tiên á, là em bị stress, tiếp đó là mẹ em mất. Và đó cũng là cái cột mốc lớn nhất mà em tụt ký luôn. Cho đến năm 2020 là tình hình dịch Covid-19, cái em đột nhiên bị tăng cân biến động lại. Xong rồi đến khi em đi thi Miss Grand Việt Nam, tổng cộng thì em sẽ giảm được 15kg trong vòng khoảng 5 tháng. Trong cái hành trình đó thì như bạn chia sẻ trong những câu chuyện của mình thì bạn còn phải đối mặt với những lời chê bai. Thời điểm đó thì mọi người nói em là nhìn em như con heo, rất là bự, nhìn giống như là vừa sanh con rồi. Và những cái điều đó làm cho em cảm thấy rất là tự ti. Cho nên là em cố gắng để thay đổi bản thân mình, và cũng như là minh chứng cho tất cả mọi người rằng chúng ta không nên đánh giá bản thân của người khác qua vẻ bề ngoài. Bây giờ thì khán giả của Chuyển động 24 giờ và tất cả khán giả của chúng ta đang rất là muốn tìm hiểu thêm về Thiên Ân, và chúng tôi cũng đã tổng hợp được một số câu hỏi rất là nhanh. Rồi, bắt đầu nào. Thiên Ân sinh năm bao nhiêu? Năm 2000. Sinh năm 2000, năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 22 tuổi. 22 tuổi, đã học trường gì? Em học trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu nghĩ đến việc đi thi Hoa hậu từ khi nào? Từ lúc 16 tuổi. 16 tuổi, khi đó thì tại sao lại có suy nghĩ đấy? Dạ, tại vì thấy chị Phạm Hương đẹp quá. À, tức là thần tượng của bạn là? Dạ, Phạm Hương. À, chị Phạm Hương. Sắp tới thì Thiên Ân cũng sẽ là lần đầu tiên mà bước ra thế giới, tức là lần đầu tiên mà đi ra nước ngoài đúng không ạ?
Dạ, trước giờ em chưa bao giờ đi nước ngoài à. Và lần đi Indo lần này là lần đầu tiên mà em đi máy bay và bay ra nước ngoài. Ủa, lần đầu tiên đi máy bay luôn? Tức là mình không đi du lịch ở trong nước luôn? Dạ không. Là trong nước là chỉ có đi ô tô hay là đi tàu? Dạ đúng rồi, đi ô tô, đi tàu thôi chứ chưa đi máy bay luôn. Đây cũng sẽ là một trong những vua hậu hiếm có lần đầu tiên đi máy bay sau khi đăng quang rồi. Rồi, sở thích của Thiên Ân là gì? Dạ, sở thích của em là đọc sách, đi du lịch và thăm mẹ, thăm mộ mẹ. Một tháng em sẽ lên mộ mẹ một lần. Anh hỏi một chút nhá, về cái thời điểm mà em lên thăm mẹ đấy, em có kể với mẹ về cái hành trình, về cái quyết định của em không? Dạ có. Lúc mà em quyết định đi thi Miss Grand Việt Nam thì em có nói với mẹ là mẹ ơi con đi thi Miss Grand và đây là hành trình thứ hai của con thi khi không có mẹ. Và con hy vọng rằng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con và động viên cho con, dù con không nhìn thấy mẹ. Tin là thời điểm này thì mẹ cũng đã cảm nhận được điều đó. Và người mà đồng hành với Thiên Ân đó chính là người cha. Thì chúng tôi cũng đã quay được một khoảnh khắc rất là đặc biệt, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Dạ chú, cảm xúc chú là rất là hạnh phúc, giống như là nhà con của chú. Chú bất ngờ quá khi Thiên Ân đoạt giải hôm nay. Là chú hạnh phúc đó. Mà chú được không? Chỉ còn 4 ngày nữa thôi thì Thiên Ân sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự Miss Grand International năm 2022. Và tính ra ấy, tôi có tính là chúng ta có khoảng 100 tiếng đồng hồ thôi. Thì không biết là trong 100 tiếng đấy đi thì Thiên Ân sẽ chuẩn bị điều gì cho cuộc thi quốc tế này? Chắc là trước tiên là em sẽ không ăn không ngủ để em dốc hết sức mình để em thử đồ này kia cho xong, rồi em luyện tập về các kỹ năng. Còn với chị Dung ạ, những ngày sắp tới của mình cũng khá là bận rộn phải không ạ? Sáng ngày mai thì chị Dung và các Hoa Á hậu trước đó sẽ lên đường có thì tiên nữa, đi Quảng Ngãi, sau đó là đến Quảng Nam để cùng trao cái số tiền từ thiện. Còn những ngày sắp tới, Thiên Ân đi thi, Bảo Ngọc đi thi và ekip cũng sẽ phải ăn thì giờ Việt Nam nhưng mà ngủ thì ngủ theo giờ của Ai Cập với Indo. Cảm ơn Thiên Ân và chị Dung đã tham gia cuộc trò chuyện của Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay. Chúc cho Thiên Ân sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới thật là đặc biệt và sẽ có những cái thành tích thật tốt. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình rất là đặc biệt của cô Hoa hậu này nhé.